Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình đang dừng lại ở đây và ở đây nữa. Ở đây nữa nè. Rồi, mình đang xem về 33 cách để học tiếng Anh tốt hơn, để nói tiếng Anh tốt hơn mà không cần phải đi học đến những cái lớp học. Thì chúng ta đang dừng lại ở cái số 15. Cái 15 là chúng ta học khi nào thì mình dừng lại để mà tạo hiệu ứng. Còn ở đây là những cái gợi ý để mà mình học từ vựng. Đó là mình sẽ đọc cái này ha. Rồi ngày hôm qua thì mình vào đây nó có đường link này. Chiến thuật tuyệt vời nếu mà bạn cần nói trước đám đông. This is Jeremy Epperson with getbetteratpublicspeaking.com. And today, rồi, thầy này giới thiệu tên của thầy này ra và nói là chào mừng các bạn đã đến với getbetteratpublicspeaking.com. Đó. I'm going to talk to you about mastering the pause. Thầy sẽ nói với các bạn về cách mình làm chủ những cái lúc mà mình nên dừng lại lúc mình nói chuyện. Almost every speaker is a hầu như tất cả mọi người afraid of the pause. Đều ngần ngại trước cái việc mà mình dừng lại lúc mà mình nói chuyện. A little tiny bit of silence. Nó chỉ là một cái mình dừng lại một chút xíu thôi. See, what's interesting is that pausing is one of the most powerful techniques that you can use in public speaking. Một điều thú vị là bạn có thể cái việc dừng lại là một trong những cái công cụ mà nó mạnh nhất trong cái nói trước đám đông, public speaking. Most people don't want to go anywhere near it. Hầu hết mọi người không có muốn đi bất cứ đâu. Techniques that you can use in public speaking. But most people don't want to go anywhere near it. Nhưng mà mọi người lại chẳng có muốn đến gần cái kỹ thuật này, kỹ thuật pause. Makes them completely uncomfortable to pause even for the shortest amount of time. Makes them completely uncomfortable to pause even for the shortest amount of time. Some complete in public speaking, but most people don't want to go anywhere near it. It makes them completely uncomfortable. Và làm ra những cái gì đó nó hoàn toàn nó không có thoải mái. Pause even for the shortest amount of time. À, là làm ra những cái tạm dừng nó không có thoải mái. Luôn luôn tạo ra những cái phần mà dừng lại mà nó không có gây cho người nghe cái sự thoải mái đó mấy bạn. It makes them completely uncomfortable to pause even for the shortest amount of time. But short amount of time is comfortable to pause even for the shortest amount of time. Mình đọc some mình xem cái này ha. But most people don't want to go anywhere near it. It makes them completely uncomfortable to pause even for the shortest amount of time. À, hoàn toàn không có thoải mái để mà tạm dừng, thậm chí là cho là cái lượng thời gian ngắn nhất. Là mọi người hay tránh né cái việc tạm dừng lắm. But if you're willing to work through that uncomfortableness. Nhưng mà nếu bạn sẵn lòng để mà mình work through là mình trải qua, mình vượt qua cái sự không thoải mái này khi mà mình dùng cái tạm dừng để tạo hiệu ứng đó, thì sao đây? Then you can use this amazing technique to improve your public speaking. Thì bạn có thể dùng cái kỹ thuật này để mà cải thiện đáng kể một cách tuyệt vời, cải thiện một cách tuyệt vời cái việc nói trước đám đông của bạn. Now like I said, you're going to feel uncomfortable. Và thầy nói là bạn sẽ cảm thấy là không có thoải mái khi mà bạn nói trước đám đông.
You're going to feel uncomfortable pausing. Đó, bạn sẽ không có thoải mái khi mà mình dừng lại. I just paused for a couple seconds. Thầy đang dừng lại một vài giây đó mấy bạn. Hồi nãy thầy mới vừa dừng lại một vài giây. Something I'm used to. And when you start using this technique, when you start implementing it, you're going to feel very uncomfortable. You're going to think that a 2 or 3 second pause is going to feel like an eternity. But thầy nói là nhiều bạn thì cảm thấy là cái việc mà dừng lại 1-2 giây giống như là dừng lại suốt đời vậy đó, kiểu như mình không nên dừng lại như vậy khi mà mình nói chuyện trước đám đông. You start using this technique when you this is some you're going to feel uncomfortable pausing. I just paused for a couple seconds. This is something I'm used to. And when you start using this technique, seconds, this is something I'm used to. Đó, thầy nói là cái này là cái điều mà thầy rất là quen rồi. And when you start using this technique, when you start và khi mà bạn sử dụng cái kỹ thuật này, khi mà bạn nói trước đám đông, implementing it, you're going to feel and when you start using this technique, when you start implementing it, you're going to feel very uncomfortable. You're going to say complimenting it là sao ta? This is something I'm used to. And when you start using this technique, when you start implementing it, you're going to feel very uncomfortable. Implementing it là mình thực hiện nó, mình thực hành nó. Bạn sẽ thấy là nó như thế nào đây? You're going to think that a 2 or 3 second pause is going to feel like an eternity. Đó. Nếu mà bạn bắt đầu mà mình ứng dụng nó ngay lúc đầu đó, thì mình sẽ thấy 1-2 giây mà mình dừng lại thì giống như là suốt đời vậy. It's not. Nhưng mà thật ra là nó không phải như vậy. And the more you do it, the better you'll be at it. Rồi, mình càng sử dụng cái việc tạm dừng nhiều thì mình càng làm tốt cái này. The more you do, the more you better. Another thing to note is that your audience. Một cái điều nữa cần biết là khán giả của bạn. Is also going to feel that uncomfortableness. But cũng cảm thấy cái sự không có thoải mái. It's actually a good thing because when your audience feels uncomfortable. Đó là một cái điều tốt, tại vì khi mà khán giả thấy không thoải mái đó. When they see you take one of those long 2 or 3 second pauses, khi mà người ta thấy bạn dừng lại 1 hay là 2 giây, đó. In the back of their mind, they're going to be thinking. Và trong lầu người ta sẽ nghĩ rằng, uh-oh, did he make a mistake? Uh-oh, bộ mắc lỗi sai gì sao? And they're waiting for that train wreck, and that draws them into your reality. It gets them to sit forward, lean forward, get up on the edge of their seat and wait for that next word to come. Và kiểu như là người ta sẽ lúc này người ta sẽ ngồi im, người ta sẽ kiểu như người ta muốn trông chờ bạn sắp tới bạn sẽ làm cái gì đây, tại vì người ta tưởng là bạn sai hay gì đó. Nghe lại chỗ này nha. And they're waiting. Uh-oh. 3 second pauses. In the back of their mind, they're going to be thinking, uh-oh. Did he make a mistake? And they're waiting for that train wreck, and that draws them into your reality. It kiểu như là người ta sẽ chờ hay gì ta? And they're waiting for that train wreck, and that và người ta sẽ chờ cho cái train wreck. Rồi là cái gì đó mình không nghe được. Draws them into your reality. It và người ta sẽ draw your mentality là người ta sẽ lôi ra trong tâm trí hả? And they're waiting for that train wreck, and that draws them into your reality. It gets them to sit forward, lean forward. Gets them to sit forward, lean forward. Là mình chồm tới. Get up on the edge of their seat and wait. Get on the edge of their seat. Là kiểu như mình người ta gây cấn chờ đợi ấy mấy bạn. Là ra ngoài cái mép ghế luôn. Edge of the seat. For that next word to come out of your mouth. Và waiting for the next word come from your mouth là cái nghe cái được cái từ để nghe những cái lời tiếp theo mà bạn nói ra. And being able to grab that attention and hold that attention with pausing. Và hãy
nắm bắt cái sự chú ý này thông qua kỹ thuật tạm dừng. is what gives you the power when you're Nó sẽ cho bạn cái năng lượng speaking to really connect with your audience. Để mà bạn, lúc mà nói là bạn kết nối được với lại cái khán giả của mình. Nghe này chỗ này nha. Your audience feels uncomfortable when they see you take one of those long 2 or 3 second pauses. In the back of their mind, they're going to be thinking, uh-oh, did he make a mistake? And they're waiting for that train wreck, and that draws them into your... Train wreck là cái vụ mà đâm tàu với mấy bạn. Giống như là train wreck. Chắc là cái này là thành ngữ. Mình xem nha. Train wreck. Train wreck là một cái trường hợp, một cái tình huống, một cái cuộc sống của một người mà người ta cảm thấy cực kỳ thú vị bởi vì nó thiếu cái sự sắp xếp và rất là tệ. Bởi vì nó thiếu sự sắp xếp hoặc là rất là tệ hoặc là không có thành công. She gives a train wreck of a lot of a performance in the movie. This guy is train wreck. À, là cái sự cố của ai đó nhưng mà người khác lại cảm thấy thú vị với bạn. Để mình xem cái tiếng Việt nó có cái nghĩa không. Train wreck. Mình tra train wreck nghĩa là gì. Train wreck. Cái này tùm lum tiếng hết, không phải là tiếng Việt. Train wreck. Train wreck. À. Là một cái sự cố hả? Nó định đơn giản là một cái sự cố thôi. Nhưng mà một cái sự cố mà người khác cảm thấy cực kỳ thu hút. Đó, giống như là một cái tin hot á. Giống như là cái cô này đóng phim nhưng mà đóng rất là tệ ở trong phim. Hoặc là anh này thật chất là một cái thảm họa luôn. Kiểu như mọi người để ý đến cái việc đó. Gets them to sit forward, lean forward, get up on the edge of their seat and wait for that next word to come out of your mouth. And being able to grab that attention and hold that attention with pausing. Và hãy nắm bắt lấy cái sự chú ý đó, giữ lấy cái sự chú ý đó thông qua cái kỹ thuật tạm dừng. Is what gives you the power when you're speaking to really connect with your audience. So what are some ways that you can use pausing? Và có những cái cách để mà mình sử dụng cái việc tạm dừng lúc mà mình nói để tạo hiệu ứng. First and one of the most important ways is to pause before you open. Cái cách đầu tiên là hãy dừng trước khi mà bạn mở đầu. When you walk up on stage or when you get in front of a group of people, it's very important both for your nerves as a presenter. And và khi mà bạn lên đó thì cái việc dừng lại lúc đầu như vậy nó sẽ when you walk up on stage or when you khi mà mình lên sân khấu nè in front of a group of people trước mọi người nè rất là đông người nè very important both for your là cái này nó cũng cái việc mà mình dừng lại lúc đầu đó nó sẽ rất là tốt cho mình cái sự lo lắng của mình nè nó tốt. Tại vì mình lúc đầu mình sẽ hơi lo đúng không? Nerves as a presenter. Như là một cái người thuyết trình. And for the audience. Và cũng cho cái tốt cho cái người nghe nữa. Take a long pause. Người ta có một cái tạm dừng. I'd say give it 2 or 3 seconds. Skip. Theo tôi thì nó khoảng 2-3 giây. In the room, let yourself feel comfortable. Give it 2 or 3 seconds. Scan the room
Let yourself feel comfortable. Là 1 đến 2 giây để mình nhìn quanh phòng, scan the room, và sau đó mình sao đây? 3 seconds. Scan the room. Let yourself feel comfortable. Để bản thân mình thoải mái. Absorb what's happening with the audience. And also, và thu nhận, và mình thu nhận những cái điều xung quanh, cái what happened to the audience là cái gì xảy ra với những người nghe xung quanh. Give the audience the time to stop shuffling paperwork and also give the audience the time to stop shuffling paperwork and rồi và cho cái người nghe người ta một vài thời gian để người ta làm cho xong cái công việc giấy tờ soạn giấy hay gì đó. Tại vì mỗi lần mà mình lên thuyết trình thì người ta sẽ lập tài liệu ra này nọ mấy bạn. With the audience and also give the audience the time to stop shuffling paperwork and actually pay attention. Và sau đó là tập trung. Mình nghe lại cái chỗ này nha. Coi cái gì? Paperwork. Let yourself feel comfortable. Absorb what's happening with the audience. And also give the audience the time to stop shuffling paperwork and shuffling. Shuffling là kiểu như mình làm lộn, mình làm rối, mình luôn tay luôn chân, mình làm những cái tờ giấy đó. Shuffling. And actually pay attention to what you're doing. This long dramatic pause will allow you to do that. Và một cái tạm dừng dài và đầy kịch tính sẽ giúp bạn làm được cái điều đó. The second, cái ý thứ hai của cái việc pausing, cái cách thứ hai là factor is to use pauses for dramatic effect. Factor is to use pauses for dramatic effect. This long dramatic pause will allow you to do that. The second factor is to use pauses for dramatic effect. Là mình tạm dừng cho một cái hiệu ứng gì đó nó thật là kịch tính. You have a really profound thought. If you have a really excellent point. Nếu mà bạn có một cái ý nghĩ nào đó rất là sâu sắc, một cái quan điểm nào rất là xuất sắc. It's great to give that long pause afterwards. Thì hãy tạo ra một cái hiệu ứng tạm dừng ở phía sau cái điều bạn vừa nói ra. That allows the audience to digest what you're saying to them. It gives them và cái đó để mình tạo thời gian cho người nghe người ta tiếp người ta sao ta người ta tiêu hóa được cái ý mà bạn vừa mới nói ra. Afterwards, that allows the audience to digest what you're saying to them. It gives them time to think about how they feel. Và cho người ta thời gian để mà người ta suy nghĩ về cái mà cảm nhận của họ về cái ý mình mới nói. About what you just said. It gives them time to have an emotional reaction. Cũng rất là tốt khi mà mình dành thời gian để người ta có những cái sự phản ứng về mặt cảm xúc. About what you just said. It gives them time to have an emotional reaction. Nó cho người khán giả cái thời gian để mà người ta có sự phản ứng về cảm xúc. To what you've just said. Về cái mà bạn mới nói. Another point is if you ask a question. Và một cái ý khác là nếu mà bạn hỏi một câu hỏi. Must pause. Point. Is if you ask a question, you must pause. Và nếu mà bạn hỏi một câu hỏi thì chắc chắn là bạn phải dừng lại. If you ask a question and you just run right through and you're talking a million miles per hour and you don't give the audience time to think about what you're actually saying, question and you just a question, you must pause. If you ask a question and you just run right through and you're talking a million miles. Nếu mà bạn mới hỏi mà bạn đã tiếp tục nói. Around, you don't give the audience time to think about what you're actually saying. Và bạn không có dành thời gian để cho người nghe người ta nghĩ về cái bạn mới nói, những cái câu hỏi mà bạn mới nói ra đó. They are not going to follow what thì người ta sẽ không có theo kịp đâu. You're actually saying. Người ta không kịp những cái gì mà bạn mới nói đâu. So if you ask a question, especially if you open with a question, give the audience a couple seconds to actually. Và khi mà bạn mở đầu một câu hỏi thì bạn phải cho người nghe người ta một vài giây think about what you're saying.
nghĩ về cái bạn nói. Give them time to think about how that relates to their life. Or, và cho người ta thời gian để người ta coi coi cái đó nó có liên quan gì tới cuộc sống của họ không. What they think about the material. Và người ta sẽ có thời gian để nghĩ về những cái tài liệu, những cái chất liệu để mà người ta trả lời hay gì đó. Another factor is to pause instead of using fillers. Và một cái ý khác là mình tạm dừng thay vì mình sử dụng những cái filler. Filler là kiểu như những cái là hôm bữa mình đã học distract, discourse marker rồi các bạn. Mình nói vào để xem cái filler là gì nha. A lot of times we get nervous when we're speaking. So, và hầu hết thời gian chúng ta đều lo lắng khi mà mình nói chuyện. We do. We try to completely smash out all that space that. Và khi mà mình lo lắng như vậy đó thì mình cố gắng. So what do? We try to completely smash out all that space that. Là khi mà mình lo lắng như vậy thì mình hoàn toàn đã những cái khoảng trống mà khi mình nói đó mình hoàn toàn muốn cho nó mash out, là mình nghiền nát tất cả những cái khoảng trống đó. Void that silence. The best smash out all that space that void that silence. Những cái khoảng trống mà nó không có tiếng, những cái khoảng trống mà nó im lặng. The best thing you can do to prevent from using filler words and distracting things that take away from your message is to use a pause. Give yourself a second to think about what your message is to use a using filler words and distracting things that take away from your message is to use a pause. Using filler words and distracting the best thing you can do to cái cách tốt nhất mà nên làm prevent from using filler words and là tránh sử dụng cái filler words distracting, distracting things that take away from your message. Những cái điều mà gây cái sự phân tâm khỏi cái thông điệp mà bạn muốn nói. Use a pause. Mà thay vào đó hãy sử dụng cái tạm dừng. Give yourself a second to think about. Và nó sẽ cho bạn một vài giây để mà mình suy nghĩ. You're going to say next. Về cái mà mình sẽ nói tiếp. I just stated earlier, this pause is going to be dramatic. It's going to draw your audience in. It's actually là như thầy đã nói ở đầu bài thì cái kỹ thuật tạm dừng nó sẽ rất là kịch tính, nó sẽ thu hút được cái sự chú ý của người nghe. Good thing to do. So take your time. It's going to draw your audience in. It's actually a good thing to do. Nó là một cái điều tốt để mà mình thực hiện. Take your time. It's not a race. You're not in a hurry. Take your time. Là cứ từ từ, cứ thong thả thôi. Không có gì mà phải vội vàng hết. Mình dùng một vài cái pause, một vài cái tạm dừng cũng rất là ok. This isn't going anywhere. They want to hear what you have to say. Là người nghe, người ta không có đi đâu đâu, nên không có việc gì phải vội hết. Người ta muốn nghe mà cái điều mà mình muốn nói. So give them the time to hear it properly. And you... Và hãy cho họ cái thời gian để mà nghe mọi thứ nó thật là chuẩn xác, thật là phù hợp. Those pauses instead of filler words. Và cho họ nghe những cái, và cho họ dừng lại để mà suy nghĩ hơn là bỏ vô những cái filler words, là những cái từ lặp. Nếu mà mình nói chuyện mình gián đoạn thì mình hay dùng những cái từ mình chen vào đó. Use these tips that I just gave you and you will get better at public speaking, I guarantee it. Là thầy nói là hãy sử dụng những cái mẹo mà thầy mới nói đi và thầy cam đoan là các bạn sẽ giỏi hơn, tốt hơn trong cái phần nói trước đám đông. This is Jeremy Epperson with GetBetterAtPublicSpeaking.com. This is Jeremy Epperson with I know that I Jerry Epperson. GetBetterAtPublicSpeaking.com. GetBetterAtPublicSpeaking.com. Đây là mình coi coi nha. Nè, mình xem cái phần mô tả này một chút ha. Mastering the pause is one of the most powerful tools in public speaking. Most individuals are afraid to pause during a presentation because of nervous energy.
By practicing this important technique, it will feel more comfortable and gives you the ability to grab and keep the attention of the audience. Use pauses before you open your presentation for dramatic effect after asking a question or to prevent from using filler words. Visit the website and or the YouTube page to find more helpful and easy to use tips to improve your public speaking. Là những cái bài này là cái phần này giống như là phần tóm tắt lại những gì thầy vừa nói mấy bạn. Những cái cách mà mình sử dụng là khi nào đây? Mình sử dụng pause trước khi mà mình khởi mở ra một cái bài thuyết trình. Rồi cái thứ hai là mình có một cái ý tưởng gì đó thật là hay thì mình sẽ nói ra cái ý tưởng đó, xong rồi sau đó mình dừng lại một chút để cho người nghe người ta thấu hiểu được, người ta tiêu hóa được cái ý mà mình mới nói, tại vì mình cho đó là ý hay mà, để người ta suy nghĩ về nó một chút để tạo ra được cái hiệu ứng kịch tính. Rồi sau khi mà mình hỏi một câu hỏi thì mình cũng phải cho thời gian để mà người nghe người ta hiểu câu hỏi, người ta suy nghĩ về câu hỏi, rồi sau đó mình sẽ kết nối được với người nghe hơn. Và sau đó là, và cuối cùng là mình dừng cái việc sử dụng những cái filler words để mà mình thay vào đó mình sử dụng những cái pause. Đây là a filler word is apparently meaningless words, phrase or sound that makes a pause or hesitation in speak. Là một cái từ lọc đó, là nó sẽ là một cái cụm hoặc là những cái từ hoặc những cái âm mà đánh dấu cái sự tạm dừng hoặc là cái sự chần chừ trong cái việc nói. Cũng được biết tới như là một cái a pause filler, a hesitation form, là một cái dạng từ mà thể hiện cái sự chần chừ, một cái từ lọc mà để mình tạm dừng. Some of the common filler words in English are like, okay, right, you know. Mấy cái này là filler words nè các bạn. Ở bữa mình học discourse marker đó thì nó cũng tương tự, nó cũng có những cái từ này. Đúng không? Nhưng mà discourse marker nó có những cái chức năng nhất định. Còn cái từ này thì nó chỉ thêm vào để mà mình bớt cái khoảng trống lúc mà mình suy nghĩ thôi. Giống như mình để ai bạn biết đấy thì tôi nghĩ rằng đó. Đó, giống như là những cái từ này mình đã thêm vơ để mình có thêm thời gian mình suy nghĩ. Vậy là mình học xong cái video này. Rồi. Mình cũng đọc luôn cái đường link này ha. Cái đường link này nó cũng ngắn thôi. Rồi. Tips for learning English vocabulary using a word web. Mẹo để mà học từ vựng tiếng Anh sử dụng một cái mạng, một cái mạng từ vựng. Cái mạng từ vựng chắc là cái này nè mấy bạn. Cái mạng từ vựng nè. Thấy không? Rồi cái bài này đăng bởi admin, đăng vào ngày 28 tháng 11 năm 2015. Guest post by British English teacher Gavin Latham, là một cái bài đăng mà mang cái tư cách là một người khách bởi cái thầy của cái trung tâm British English, thầy Gavin Latham. For those students desiring to improve their mastery of English, I found that nothing works better than the word web. Cho những cái học sinh mà đang ao ước, đang rất là mong, rất là có nhu cầu cải thiện cái sự làm chủ tiếng Anh, thì tôi tìm thấy rằng không có gì hiệu quả hơn là một cái mạng từ vựng. A word web is a way to graphically organize facts, ideas, and words, and can help you learn and remember new English vocabulary. Một cái mạng từ thì nó là một cái cách mà bạn sao ta, mình một cái cách để mà mình
tổ chức một cách theo cái graphic là đồ họa đó, mang tính đầy đầy cái tính, có tính hình tượng đồ họa về những cái sự thật, những cái ý tưởng và những cái từ mà bạn có thể mà có thể giúp bạn học và ghi nhớ cái từ vựng mới. Using word webs to learn English is an incredibly efficient way to gain new vocabulary and understanding without having to learn the precise decisions to every word, which can, of course, be later gleaned from advanced reading, instruction, etc. Sử dụng những cái mạng của từ, nó sẽ để mà học tiếng Anh là một cái cách mà nó hữu hiệu, một cách đáng bất ngờ luôn á, incredibly efficient, hữu hiệu một cách bất ngờ, là một cái cách hữu hiệu một cách bất ngờ để mà mình tiếp nhận cái từ vựng mới và hiểu được mà không cần và thấu hiểu mà không cần phải học cái nghĩa, cái định nghĩa chính xác của từng chữ một. Which can, cái điều mà dĩ nhiên là nó sẽ mình sẽ later lean from, và sau đó là chúng ta sẽ hướng về cái việc đọc nâng cao cũng như là cái sự hướng dẫn vân vân. It also provides English students with different forms of the base word. Thus, they do not simply lean the word, learn the word quick, but also quickly, quickness, etc. Là nó sẽ cung cấp cho cái học sinh học tiếng Anh những cái dạng từ khác nhau của cái từ gốc. Do đó, họ không đơn giản là chỉ học cái từ quick mà cũng có học cái từ quickly hoặc quickness, etc. vân vân. All of this is easily accomplished with a single instrument. Tất cả những cái điều này có thể đạt được một cách dễ dàng với một cái công cụ đơn giản, đó là Merriam-Webster. Merriam-Webster là một cái từ điển, nhưng mà mình nhấn vô cái đường link này thì nó lại không không có ra. Mấy bạn thấy không? Cái trang này không tìm kiếm được. Mình cứ đọc tiếp ha. On this website, there's a large box with several tabs. Trên cái trang web này thì có một cái hộp lớn với những cái tab, một vài cái tab. The only two we interested in are the dictionary and the thesaurus. Để mình tra cái từ này, từ điển này trên Google nha. Coi coi nó có cái tab nào như là đang nói không. Tìm kiếm với Google. Merriam-Webster. Đây, Merriam-Webster. Đó. Là cái trang web này nó có hai cái tab mà mình phải quan tâm thôi. Nào, là cái tab Dictionary và cái tab Thesaurus. Các bạn thấy không? Thesaurus. Dictionary thì chúng ta biết rồi, đó là từ điển. Còn Thesaurus là những cái từ mà đồng nghĩa đó. À, là từ điển chuyên về những từ đồng nghĩa trái nghĩa, từ điển đồng nghĩa phản nghĩa. Thesaurus. 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 Mình nhớ âm hai nha mấy bạn. Thesaurus. Đó, nó có hai cái tab mà mình cần quan tâm, đó là Dictionary and Thesaurus. The dictionary lists the definitions as well as the order members of the word family. Là cái danh sách, là cái từ điển đó, nó sẽ liệt kê ra những cái định nghĩa cũng như là những cái thành phần, những cái thành viên khác nhau của cái gia đình từ. For example, you can search
for the definition of happy and write this down in your word web, as well as different forms of the same word like happiness or happily. Ví dụ, bạn có thể tìm cái định nghĩa của từ happy và sau đó nó viết nó xuống ở trong cái mạng từ vựng, cũng như là những cái dạng khác nhau của cái từ y hệt này, như là happiness or happily. The thesaurus lets you find synonyms, antonyms and related words. Là cái từ điển đồng nghĩa phản nghĩa, nó sẽ cho chúng ta tìm ra những cái từ đồng nghĩa, synonym, antonyms là từ phản nghĩa, và những cái từ liên quan. Nếu mà bạn, if you search for happy, you will see synonyms like joyful, blissful, and antonyms like sad, unhappy. You can write these down in your word web. Là nếu mà bạn tìm từ happy đó, thì bạn sẽ thấy những cái từ đồng nghĩa như là joyful, blissful. Joyful thì vui vẻ, là hân hoan, còn blissful là sung sướng, kiểu như nó cũng là vui đúng không mấy bạn? Và những cái từ trái nghĩa như là buồn, không vui, sad, unhappy. Và bạn có thể viết chúng xuống ở trong cái mạng từ vựng của mấy bạn. Cái mạng từ vựng của chúng ta là đây nè. Nó sẽ có cái từ gốc ở đây, rồi sau đó là trái nghĩa, đồng nghĩa, định nghĩa và cái gia đình từ. Rồi, tiếp tục. The level of definitions, synonyms, antonyms, etc. can be changed depending on the audience. Là cái trình độ của những cái định nghĩa, những cái từ đồng nghĩa, trái nghĩa vân vân thì có thể thay đổi tùy thuộc vào cái người nghe hoặc là cái người học đó. Relatable for lower levels là nó liên quan đến cái trình độ thấp. Liên quan đến người nghe. Relatable for lower levels là nó liên quan đến cái trình độ thấp hơn. Academic or advanced levels là học thuật, những cái từ học thuật, những cái từ mà nó liên quan đó cho cái trình độ thấp, và những cái từ mang tính học thuật cho cái trình độ cao cấp. Có nghĩa là sao? Là mình học nhiều từ như vậy, mình học những cái định nghĩa này nè, để mà mình diễn đạt ra tùy theo cái đối tượng mà mình nói chuyện là ai, thì mình sẽ dùng những cái từ ở cái mức độ cho nó phù hợp, là relatable hay là academic. All synonyms and antonyms should match the part of the speech of the original word. Tất cả những cái từ đồng nghĩa, trái nghĩa thì nó nên phù hợp với cái loại từ của cái từ gốc. Ví dụ như từ của mình là happy, thì cái từ đồng nghĩa, trái nghĩa đó là loại từ tính từ đúng không? Thì cái này nè, nó cũng nên là tính từ. Đồng nghĩa, trái nghĩa cũng nên là tính từ. Though this is not a hard and fast rule. Tuy nhiên, đây không phải là một cái quy định, một cái luật nhanh và khó. And these words webs should be recorded in a notebook for later reference. Và cái mạng từ vựng này nó nên được ghi nhận ở trong cái cuốn tập để mà mình tham khảo sau này. Hopefully, this helps learning English vocabulary become more digestible and less unapproachable. The basic word web structures looks like this. Một cách đầy hy vọng là cái điều này nó sẽ giúp cho cái việc học từ vựng trở nên dễ tiêu thụ hơn, dễ tiêu hóa hơn và bớt là khó tiếp cận, là nó sẽ dễ tiếp cận hơn đối với bạn. Ở Việt Nam mình thì mình hay dùng là bớt khó tiếp cận ha. Ở Mỹ thì người ta nói less unapproachable, nhưng mà mình nói là easier to approach, hoặc là more approachable,
nói là dễ tiếp cận hơn đúng không? Và đây là một cái cấu trúc của một cái mạng từ vựng căn bản, nó sẽ nhìn như thế này đây. Các bạn thấy không? Rồi, mình đã đọc xong cái bài post này rồi. Người ta nói nè, this post was originally published in 2013 and has been updated since then. Là cái bài đăng này nó được xuất bản nguyên bản đó là năm 2013 và đã được update, được sao ta, được cập nhật kể từ cái lần đó. Rồi, vậy là chúng ta hôm nay chúng ta học cũng được hai thứ rồi đúng không? Là học từ vựng thông qua cái mạng từ vựng và học về cái kỹ thuật dừng lại để mà tạo hiệu ứng. Rồi, cái 16 là mình hôm nay mình sẽ học 16 đến 20 ha. Đó, mình vẫn có những cái đường link. Những cái đường link nó sẽ đưa chúng ta tới đâu. Mình cùng tiếp tục nè. Learn about chunking. Chunking means joining words together to make meaningful units. You don't need to announce. Học về những cái cụm từ, những cái khối từ, cụm. Mình dịch tạm dịch nó là khối từ đi ha. Khối, những cái khối từ nghĩa là những cái từ mà được kết hợp lại cùng nhau để mà tạo ra những cái thành phần mà nó có ý nghĩa. You don't need to analyze every word to use a phrase. Bạn không nhất thiết phải phân tích từng chữ một, từng từ một để mà sử dụng một cái cụm từ. Look at the phrase. Hãy nhìn vào những cụm từ sau. Nice to meet you. Quá quen thuộc đúng không? Rất hân hạnh được gặp bạn. It's a short phrase for words which can be remembered as a single item. Nó là một cái cụm từ ngắn, chỉ có 4 từ thôi và bạn có thể nhớ nó giống như là một cái cụm đơn, một cái gì đó nó rất là nhỏ, single item thôi. It is also an example of ellipses, leaving words out. Cái này là sự lờ đi, sự phớt lờ, sự làm lu mờ đó mấy bạn. Là mình loại trừ bớt cái gì đó trong văn nói hoặc văn viết. Nhưng mà để có thể hiểu được, tại vì nó đã có thể hiểu được từ cái bối cảnh rồi đó, là mình bỏ bớt từ ra. Cũng có một cái ví dụ là mình loại bỏ bớt từ bởi vì the words it and is are missing at the beginning of the phrase. Mình thấy là thông thường mình sẽ nói là it's nice to meet you đúng không? Nhưng mà bây giờ mình bỏ bớt it is, mình bỏ, mình chỉ cần nói là nice to meet you thôi là người ta cũng đã đủ hiểu rồi. Mình loại bỏ bớt ở phần mở đầu của cái cụm này nè. However, we don't need to include them. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải gắn kèm chúng. Nên người ta nói sao đây? Là cái it is này nó có hoặc là không có cũng được. Thậm chí là không có luôn, mình không cần phải gắn nó vào luôn. Rồi mình xem cái đường link này nha. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Right. Hello. Mình sẽ xem cái bài này ha. Mình học xong cái này rồi. Thì mình sẽ xem coi cái đường link này nó đưa mình tới một cái clip cũng rất là ngắn thôi mấy bạn. Mình cùng xem nha. I'm Heather Hansen, Global Communications Specialist at... Là xin chào mọi người.
Xin chào mọi người, cô là Heather Hansen, đến từ là một cái chuyên gia của giao tiếp toàn cầu, cái trung tâm Global Communication and Communication Lab. And I'd like to welcome you back to part 11 of this. Và cô rất chào mừng chúng ta đến với cái phần 11 Global English Series. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần 11 là Speak Global English Series. Phần 11 của cái chuỗi các video về nói tiếng Anh toàn cầu. King, your messages. Changing the messages. Changing your messages. Là mình nói tiếng Anh. Just at Hansen Communication Lab. And I'd like to welcome you back to part 11 of the Speak Global English series. Chunking your messages. Chunking your messages có nghĩa là mình lập khối cho những cái thông điệp của mình. Giống như nice to meet you đó. In addition to your consonant and vowel sounds. Ngoài cái nguyên âm phụ âm những cái âm đó thì chúng ta có cái gì đây? Final way you can ensure that your message is always understood is to group your words into smaller chunks of information. For consonant and vowel sounds, the final way you can ensure the final way, cái cách cuối cùng that your message is always understood là cái để chắc rằng cái thông điệp của bạn luôn được lắng nghe is to group your words into smaller chunks of information là mình tạo nhóm, tạo khối cho những cái thông tin. Your message is always understood. Is to group your words into smaller chunks of information. Separated by pauses or a change in tone. Là mình hình thành nó thông qua cái kỹ thuật. Tạm dừng và hình thành những cái khối từ information separated by pauses or a change in tone. Không phải khối từ mà là thay đổi cái changing tone là thay đổi cái giọng điệu. If you speak in one long by pauses or a change in tone. Là chunk your messages by adding pauses or changing your tone. If you speak in one long uninterrupted stream, it's nếu mà mình nói chuyện trong một cái mình nói liên hồi, mình nói dài mà không có ngắt quãng luôn. Listener to understand your meaning. Speak in one long uninterrupted stream, it's harder for the listener to understand your meaning. Và nói như vậy thì sẽ khó cho người nghe hiểu được cái ý mà mình muốn nói. Figure out which parts of your message are the most important. Người ta không có biết phần nào ở trong cái đoạn nói của bạn là quan trọng cả. Let's take a look at an example sentence. Hãy xem cái ví dụ, câu ví dụ sau đây. Last year was a record-breaking year for our company. Last years were a record-breaking year for our company. Là năm vừa rồi là cái năm phá kỷ lục của công ty của chúng tôi. First, we'll break it into chunks. Đầu tiên, chúng ta hãy tách nó ra theo những cái khối từ. Last year. That last year này, was a record-breaking year for our company. Là mình tách nó ra thành ba cái khối. Two pauses, three chunks. Hai cái chỗ nhấn, hai cái chỗ dừng lại là cái chỗ nào? Now we need to two pauses, three chunks. Là nó sẽ có hai cái chỗ dừng và một cái chỗ hai cái chỗ dừng và ba cái khối từ mình tách ra như vậy sẹt sẹt đó mấy bạn thấy không? Sẹt sẹt là những cái chỗ dừng đó. Now we need to find the most important word in each chunk and và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái từ nào là quan trọng nhất trong mỗi cái khối từ. Is it more than the others? Important word in each chunk and emphasize it more than the others. Và nhấn nó, mình kêu cái từ nào là quan trọng nhất trong cái khối đó, rồi mình nhấn nó mạnh hơn
những cái từ khác. Last year was a record-breaking year for our company. À, là mình nhấn những cái từ này nè, những cái từ màu cam đó. Last year was a record-breaking year for our company. Đó. Mình nghe lại cô đọc nha. Year was a record-breaking year for our company. Now to say it naturally. Bây giờ hãy nói nó tự nhiên hơn. Hồi nãy là cô diễn tả thôi, cô nhấn cái đó thôi. Last year was a record-breaking year for our company. À, mình nói tự nhiên nha. Last year was a record-breaking year for our company. By chunking your messages. Bằng cái việc mà mình chia khói, chunking your messages, chia khói cho cái thông điệp đó. Create more rhythm and fluency in your. Là mình sẽ tạo ra được cái nhịp điệu và cái sự trôi chảy cho cái. And make people. Cho cái điều bạn nói. Messages. You can create more rhythm and fluency in your speech, and make people want to listen to you. Và khiến cho người ta muốn nghe cái điều mà bạn nói. If you'd like to improve the way people in your company speak global English. Và nếu mà bạn muốn. If you'd like to improve the way people in your company speak. Và nếu mà bạn muốn những cái người ở trong công ty của bạn cải thiện cái việc nói tiếng Anh toàn cầu. English. Visit. If you'd like to improve the way people in your company speak global English, visit hansenconlab.com. Thì hãy ghé thăm cái trang web hansenconlab.com for information on training opportunities. Cho những cái thông tin về những cái cơ hội đào tạo. Or come join me, the rep. Và hãy đến với cô này. Solution at speakglobalenglish.org. Và join me, the revolution at. Join me the revolution. Là hãy tham gia vào cái cuộc cách mạng của cái cô này. Speakglobalenglish.org. Là trên cái trang web speakglobalenglish.org. I'll see you next time as we move into the second half of this 22-part Global English video. I'll see you next revolution at speakglobalenglish.org. I'll see you next time as chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lần sau. Into the second half of this 22-part Global. Mình sẽ I'll see you next time as we move into the second half. Là mình sẽ qua cái second half là cái nửa sau, nửa thứ hai. This 22-part Global English video. Của 22 cái phần Speak Global English series của cái chuỗi series này. 22 phần mấy bạn. Make sure to subscribe so you don't miss any of them. And please do like them, share them, pass them on to friends. And of course, leave your comments below. I'll see you soon. Rồi, câu này rất là tha thiết cho mấy bạn ha. Grammarly does. Rồi, chúng ta vừa xem một video rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cái số 17 và cái số 18. Và cái số 18 này nó sẽ có thêm một cái đường link nữa nè. Mình coi coi mình có hoàn thành hết 5 cái trong một ngày không ha. Tại vì mỗi cái nó viết tuy ngắn ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ có nhiều thứ cho mình phải tìm hiểu thêm. Rồi, mình đọc cái số 17. Learned about typical pronunciation problems in your first language. Là học về những cái sự phát âm, những cái vấn đề phát âm mà nó tiêu biểu trong cái ngôn ngữ gốc của bạn. Là ví dụ như người Việt Nam mình hay mắc những cái lỗi sai nào, thì mình học về cái vấn đề những cái lỗi sai đó để mà mình khắc phục. Rồi, Japanese learners find difficult to identify the produce R and O sounds. R and O sounds. Spanish don't distinguish between B and V, B and V. German often use of sound. Nói chung là người ta nói là người Nhật thì mắc hay có gặp vấn đề gì hay gặp khó khăn trong cái gì.
người Tây Ban Nha thì sao, người Đức thì sao. Rồi, find out about the problems people who speak your first language have when speaking English, and you will know what you need to focus on. Hãy tìm những cái vấn đề mà cái người nói tiếng nói cùng cái ngôn ngữ của bạn đó hay gặp phải khi mà nói tiếng Anh, và bạn sẽ biết được bạn cần phải tập trung vào điều gì. À, mình những lỗi thường gặp của người Việt khi nói tiếng Anh. Mình coi coi có không nha. Xem video có những cái YouTuber nào nổi tiếng không? Lỗi sai thường gặp khi người Việt nói tiếng Anh. Mấy cái này là được đăng bởi VUS không nè mấy bạn? Những lỗi cơ bản khi nói tiếng Anh mà bạn hay mắc, của anh Dan Howard. Hồi xíu mình có theo dõi nè. Nhưng mà cái này không phải là kênh YouTube của anh đó. Thôi, mình xem cái video trên cùng đi. Let's go over some common mistakes that Vietnamese people make when they're speaking English, and how we can improve them. Let's go. The fourth cái lỗi thường gặp nhất của chúng ta là chúng ta nói âm đó mấy bạn, linking sounds. They're speaking English, and how we can improve them. Let's go. The fourth common problem we're going to talk about is linking. Linking the words in a sentence are very important. So we have a few examples. What time is it? Now linking it, what time is it? Đó, là mình không có nói what time is it, mà mình đọc là what time is it? Is it? Is it? Is it? What time is it? What time is it? We did it. We did it. Mình không có nói we did it, mà mình nói là we did it. We did it. Did it. Mình nói âm chưa? We did it. We did it. We did it. We did it. What is he doing? What is he doing? What is he? What is he? What is he doing? À, là mình hay nói không có giống người bản xứ chỗ này đây. Là what is he doing? Nhưng mà người ta không có nói rõ từng chữ như vậy. Mà mình nói what is he? What is he? Is he? Is he? Là mình nói âm vô luôn, không phải là nói âm mà mình đọc nhanh vô. What is he doing? What is he doing? What is he? What is he? What is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Is he? Is he? Is he? Is he? Is he? What is he doing? It's not wrong to say what is he doing, but it's more natural to link it all and put it together. What is he doing? 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 What time is it? What time is it? We did it! We did it! So the linking just pulls the words together so it sounds more natural. Do you think this will help you speak more fluently? Let us know. But remember, you need to practice, practice, practice. It's how we get better. Goodbye. See you on the next episode of Learn English, Use English, and Speak English, exclusively to the BUS channel. Also, remember to like, subscribe, and learn English with BUS. À, là cái phần này là phần 4 mấy bạn. Mình phải xem cái phần nó có danh sách nè. Let's go over some common mistakes that Vietnamese people make. Cái lỗi sai thứ hai. Cái lỗi sai thứ hai. Cái nãy mình có số 4 rồi, bây giờ mình có cái số 3 ha. Là intonation, là ngữ điệu. They're speaking English. And how we can improve them.
Let's go. Mình nghĩ là mình xem xong bốn cái phần này, bốn cái tập này xong, mình sẽ nghỉ ha. Tại vì hôm nay video của chúng ta cũng tương đối dài rồi. Third common mistake we're going to talk about is intonation. Intonation in our speech is very important in English. It gives us feeling, it tells us what's important, and it can mean many different things depending on how we say it. I'm going to give you an example, a real example. A few years ago, I would go with my girlfriend at the time, and we would go to a restaurant that was very hot, and I didn't enjoy this restaurant. My girlfriend knew this, and she would say, "You can go. You can go." And I thought she was angry, or she didn't want me there. But what she really meant was, "You can go. It's okay. You can go." What I heard was, "You can go." What she should have said was, "You can go." Because she knew I didn't like to be there. So intonation is important. It gives us meaning. The words don't change, but the meaning does. Là thầy nói sao là cái mình sao cái ngữ điệu nó quan trọng lắm, tại vì bạn gái của cổ nói nè, mấy bạn xem mấy bạn cũng hiểu đúng không, bạn gái của cổ nói là you can go thì thầy tưởng là anh đi đi, kiểu như là thầy tưởng là cổ giận, thì mình phải nói cái câu như thế nào, mình dùng ngữ điệu ra sao để người ta hiểu là mình nói là ở đây nóng quá, anh có thể đi, chúng ta có thể đi, cái điều đó ok, mình có thể đi quán khác, kiểu vậy. It gives us meaning. The words don't change, but the meaning does. Another example, the same word. I can't believe you did that. So, if someone does something bad to me, I would say, I can't believe you did that. I can't believe you did that. But if someone at work brings me flowers or brings me a pizza, I would say, thank you. I can't believe you did that. I can't believe you did that. So the same words, but two completely different meanings. I can't believe you did that. Aw, I can't believe you did that. So nice. So intonation is very important. Do you think this will help you speak more fluently? Let us know. Ngữ điệu là trong cái ngôn ngữ mình nói, trong cái cách, cái âm điệu mà mình nói thôi. Thì tiếng Việt cũng vậy, cùng một câu nhưng mà mình nói cái kiểu khác nhau thì nó cũng sẽ ra được cái phản ứng khác nhau. Let's go over some common mistakes that Vietnamese people make when they're speaking English and how we can improve them. Let's go. The first common mistake we're going to go over is the ending sound. A lot of times, ending sound, I'm cuối. And you will not use the ending sound at all. For example, the final ending. Many people say friend, and they should say friends. I have many friends. I have many friends. Movie. They should say movies. I like to go to the movies. You should say, I like to go to the movies. I like to go to the movies. 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 You should say, I like to go to the movies. And the ending sounding TH. So you say, Matt. You should say, Matt. I like Matt. You should say, I like Matt. I like Matt. I need to take a bath. You should say, I need to take a bath. A bath. I need to take a bath. Do you think? Rồi, trong cái câu hồi nãy nó có một cái câu mà mình ít khi nào nói. Nào, I like to go to the movies. Movies. Đó. Tôi muốn đi tới những bộ phim, là mình muốn đi xem phim. I like to go to the movies. Đó. Vậy là mình học được 3 tập rồi. Còn cái tập 4 tập. Tổng cộng là 4 tập. 4 tập đúng không? Mình xem được 3 tập rồi. Bây giờ là tập 2 nữa là xong. Let's go over some common mistakes that Vietnamese people make when they're speaking English and how we can improve them.
Let's go. The second common mistake we're going to... Hôm nay chúng ta sẽ học về word stress, là nhấn trọng âm của từ. Talk about is word stress. Word stress is where you put the stress on different parts of the word, and it means something different. So, for example, we have the word contest. On the first syllable, contest. On the second syllable, contest. Contest, contest. Contest, contest. Contest, contest, contest. I want to go to a math contest. I want to contest the score on my math contest. Contest the score on my math contest. Contest, contest. Contest, contest. I want to contest the score of my math contest. Là mấy bạn thường thấy là danh từ thì mình thường hay nhấn âm đầu, còn động từ mình hay nhấn âm cuối. The second example is project. Project. Right, the stress on the first part, project. Project. I have a math project next week. The stress on the second part is project. Project. Yeah, mình có project, như project. Khi mà nó là danh từ thì mình nhấn âm đầu, còn khi mà nó là động từ mình nhấn âm cuối. I need to project confidence in my presentation. I need to project confidence in my presentation. Tôi phải diễn tả cái sự tự tin trong bài thuyết trình của mình. I need to project confidence. Project, project. Project, project. Project, project. Project. Stress on different parts of the word. Do you think this will help you speak more fluently? Let us know. But remember, you need to practice, practice, practice. It's how we get better. Goodbye. See you on the next episode of Learn English, Use English, and Speak English. Exclusively to the BUS channel. Also, remember to like, subscribe, and learn English with BUS. BUS, your English, your future. Rồi, nên là chúng ta đã học xong được hai cái ý 15 và 16 và 17. Ngày mai chúng ta sẽ học thêm 3 ý nữa ha. Mình thấy có tới mỗi ý nó có một cái đường link nên chúng ta sẽ lại bị đẩy ra xa. Nhưng mà có gì đâu, rồi mình cũng học thôi mà, đúng không? Mục đích của mình lên trên mạng để mình học là mình học được những cái điều miễn phí là thứ nhất, và mình học được càng nhiều điều càng tốt, đúng không? Miễn sao mình đi xa nhưng mà mình vẫn trong cái mục đích, mục tiêu ban đầu của mình là mình học. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.